Cô chú coi đây nha. Hiện tại bây giờ mới có 8 giờ sáng thôi. Nó dậy lúc 6 giờ sáng. Nó xào quần từ sáng giờ. Dựng ra đồ đạc xe đạp. Được không? Vậy nó tập thể dục mà. À, cô chú ơi, chơi biết đạp xe đạp rồi cô chú ơi. À, không, mẹ thấy mát mà. À, đạp xe đạp á, coi được đời không? Tập thể dục á, tập thể dục. Cố lên. Giờ biết tự đạp rồi nè cô chú nè. Lớn quá trời lớn. Đúng rồi, cái xe coi cái ta cái đồ cũng có cái xe đó. Nó thấy Vinh Sình với Bali mặc bộ đồ cũng giống giống vậy á, mà có hình Doraemon nó nói trộn cái bộ đồ đó so cute. Phải không con? Con có thích có một cái bộ đồ có con Doraemon đã không? Ngập tập cho nó coi phim hoặc hình Doraemon với Nobita rồi đó, nó cũng thích. Oh wow chị đi, cái bông này đẹp quá cháy. Bông này đẹp cháy. Mới nở ra này cháy. Wow. Con nói đi, bông đẹp. Đúng rồi. Rồi đạp đi, đạp đạp lẹ lẹ lên cho cô chú coi. Thì đạp đi. Đó, giỏi chưa cô chú? Giỏi chưa cô chú ơi? Ai? Ủa mẹ đâu có cười đâu. No phone allowed. No phone allowed to đập cho mẹ. And I said that. Nó nói hả? Mom, just put your phone down. They said that. Tào lao quá chơi ơi. Mom, pretend. Oh, pretend. Okay, 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 pretend. Oh, yeah. Oh, bây giờ con đang diễn á hả? Yeah. Diễn như phim gì à? À, bây giờ mình làm bộ là có ba đó, là ba nói là không được cầm điện thoại phải không? Ok. À, nói con không được cầm điện thoại. Con không cầm chứ mẹ cầm mà. Đạp ra đây, đạp ra đây mẹ. Mặc bộ đồ pyjama. Chi vậy? Đi đi. Ở trong là nó có mặc một bộ đồ ngắn nha. Nói chuyện đàng hoàng. Nói mẹ mẹ đẩy con. Khoái mà nó khoái đẩy nó lắm cho nó đi cho lẹ. Đây. Không có cố gắng gì tự động đạp gì hết. Rồi đạp rồi. Nó bằng chân đạp. Yeah, bẻ lái nha. Bẻ lái nha. Bẻ lái đây. Ups, bị gì á? Ủa? It says no driving pass, no phone, no regulations, no loud noise, no phone. Trời ơi, nãy giờ cô chú biết nó nói gì không? No wagons. Trời ơi, nãy giờ nó nói làm bộ, nó đi đi tới con đường nào là cái con đường nó có bảng cấm là không được dùng điện thoại, không được nói lớn tiếng, à, không được gì nữa. No gì nữa? No laughing and no phones. À, không được cười, không được dùng điện thoại luôn hả? Yeah. À, cái biển, cái chỗ này ghê quá ha. Rồi đi đi, đi qua chỗ này đi. No laughing. The line said golden. À, cái biển. Can you push me? Cô, chạy đi, not the line, the sign. Oh. Hả? Ừ, rồi bây giờ cái biển này là có một cái biển đằng trước nói là mình được đi nha cô chú nha. Trời nó phong phú dễ sợ luôn, cái đầu óc nó phong phú ghê. Trời ơi lấy chạy nhanh luôn kìa cô chú kìa. Chạy đi con. Rồi bây giờ cái biển này chuẩn bị nói gì nữa? À bây giờ mình bây giờ mình giả là đằng kia có quá trời nhà luôn phải không? Mm-hmm. Rồi mình làm gì giờ? Just come in there and pretend to come in there. À giả bộ vô nhà người ta hả? Mm-hmm. Nhà người ta bắt sao? They're not mean people. À mấy người đó không có, mấy người đó đàng hoàng lắm mà, mấy người đó không có dữ hả? Ok vậy đi. Mà con vô con, nhưng mà con tới nhà người ta con nói là cô ơi cô cho con vô nhà cô chơi nha. No. Chứ sao? Just knock on the door. À chỉ gõ cửa thôi hả? Người ta mở cửa cho mình vô hả? Yeah.
Sao hay ta? Ok, để con thử gân chảy xin phép được không nè. Đi. Lên. Ok, nó choose that house là nó chọn cái căn nhà đó đó nha cô chú nha. Nó tưởng nó phong phú dữ sợ thiệt. Rồi, tới chưa? Quá phong phú luôn. Đạp đây. Trời, mệt quá tự đạp đi. No phone allowed. Nào nào, quay đây đi, quay đây đi. Rồi, ok. Tới nhà chưa? Dạ. Rồi tới xuống, bước xuống luôn hả? Ừ. Rồi chạy tướng thầy muốn giọng chưa? Không, cái nhà đó có ai ở nhà đâu vô. Rồi nó biết cái chỗ này là cái nhà của người quen á. Nó biết chỗ này là vô rồi đó, vô rồi đó. Rồi, vô được không? Vô được không? Nóc 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 rồi vô mà còn gõ cửa nữa mà. Ôi chạy đằng đây hoa quá trời đẹp luôn này chạy nè. Mommy, I let him out. I let him go. Ủa mà con vô nhà người ta có chơi, có rủ vô chơi không? Mom, no, he's gonna go outside with us. À. And play with us with this. À, con rủ người ta ra ngoài để chơi với mình luôn hả? Mm-hmm. Hay ghê. The birdies. Ôi, ôi, hang chim bự vậy sợ chưa? Yeah, hang chim bự vậy sợ chưa? Never seen that. Mom, let's go there. Đây. Rồi, tới nhà rồi, tới nữa rồi. Tới thêm nhà người đó rồi. Nhà này của bà Su á. Nhà này, cái nhà này là Lucky nó qua nó ở này chơi nè. Đó, mọi người hay hỏi là hả, nhà bà Su rồi ở Lucky hay ở đâu đó. Thì nhà bà Su là ở đây, nhà Ngọc mommy, là ngay cái cửa sổ mommy, này đó. Mommy, she has the same kitty cat. Đúng rồi, đúng rồi, bà Su có con mèo giống nhà mình luôn. Bởi vậy hả, mỗi lần con Lucky nó đi chơi về, nó đi chơi nó ghé cho cái cửa sổ nhà Ngọc á. Nó kêu Ngọc. Rồi cái bắt đầu nó đi hoành hoài lại qua đây. Nhà bà Su. Ngọc mà đi đâu là mua đồ ăn với mua những thứ cần thiết cho Lucky là bà Su phải giữ nó hoài luôn à. Giống như bà nuôi thôi vậy đó. Đi đâu hả? Đi đường đó đó. Sao hả? I don't like this way. Rối quá. Go back. Đây. Chị hồi hộp cái chay. Can you push me that way? No, can you push me this way all the way? Mệt quá à. Xạo xạo không hồi cái cũng kêu người ta đẩy nữa. Cái gì? Suda. Ai? It's Suda right behind you. Suda là gì? Suda over here. Là gì? Suda is her friend, your friend. And we come to visit her. À, Sarida hả? No, Sari Amana. Sari Amana hả? Yeah. Can you go back now? Con đụng mẹ gì sao? Can you go and push me? Bò. Please. Just go. Mẹ, mẹ, nói đi mẹ, mẹ. Mẹ, mẹ. Đẩy con. Đẩy con. Đúng rồi. Ủa, quên nữa mà. Bữa nay tự nhiên mẹ quên mẹ tên gì vậy? Bố ngạc. Lớn lên. Bố ngạc. Đúng rồi. Trời bố ngạc. Bố ngạc mà còn ca ở dưới đây cái từ từ dưới nữa. Công nhận ở khu này thấy đã ghê luôn mọi người. Chắc do mình ở đâu mình quen đó là sao. Trời ơi, mấy cái nấm nó mọc lên luôn kìa chay. Mấy nấm này không ăn được đâu. Ủa đây chim kêu quá trời kêu ha. Nấm á con. Con hái nấm đi, hái nấm về cho mẹ nấu canh đi con. Ờ hử, vô hái nấm đi cho mẹ về nấu canh đi con. No, canh is not my favorite. Oh, canh is not your favorite. Ờ, nó nói là canh không phải là cái món mà nó yêu thích nên nó không hái vô được đây. Ôi trời, trời cho tôi đập nó quá. Đập nó thiệt luôn á. Trời ơi trời ơi, đây quá trời hoa đẹp luôn này trời nè. Wow. Ok, giờ mình đi. Cái gì vậy? Đó, chết cha. Chết cha, con chó nó sủa. Rồi xong, thấy chưa? Con ồn quá, mấy con chó nó nghe tiếng của con nó sủa, thấy chưa? I think it's on
Đừng đi vô, đừng đi vô nhà đó, nhà nó có con chó bự lắm á. Rồi con tự đạp đi, mẹ mệt quá chị ơi. Đạp chạy xe đạp mà bắt người ta đẩy hoài à. Chết đẩy hả? Chết đẩy đập cho giờ chứ chết đẩy. Quẹo lửa, quẹo lửa. Quẹo uống bòi. No, tự đạp. Thôi mày đi về. Thôi bye bye nha. Thì đi với mẹ. Yes, you can. Well, you gotta try harder. Lại lên. Đó, thấy chưa? See? You can do it. You can do it. Rồi thôi, về tới nhà là mình chuẩn bị đi nè. Lẹ lên đi. Về nhà là chuẩn bị đi đó. Hết giờ, hết ngày rồi đó. Đi. Mẹ ơi, chờ con. Lớn lên. Chờ con. Con mày. Gì vậy? See, you can do it. You can do it. Mạnh lên. Đây, em mày đẩy cho. Đợi con mà về tới nhà cái là hơi kì trễ, cho trễ nãy luôn á. Về xong rồi vô đánh răng thay đồ rồi đi nghe chưa. Trời buổi sáng cũng vui chay ha. Trời buổi sáng cũng phải mặc áo tay dài á. Mẹ đâu có thường chạy giấc này đâu, mẹ đâu có biết đâu. Thôi kệ nó đi. Làm cái gì nè. Cái đó nói là con chó là phải hả, nó con chó mà đi ị là mình phải hốt. Lại lại lên. Nhiều chuyện quá. Gì nữa. Cô chú không mệt vậy đó đó. Ủa sao giờ nãy nói quay giờ nói go. Mới mốt đó mà nó lớn lớn lên chút nữa mà tự mua được chiếc xe đạp mà tự chạy rồi đó hả. Trời ơi, cả gia đình đạp xe đi chung với nhau là vui lắm luôn. Trời, mà trước khi mà nó phải chạy xe đạp là nó phải hả chạy đầu gối nó mới được. Trời, hồi đó mà Ngọc mà tập chạy xe đạp ở trong cái đường quê á. Trời, cái đường nó toàn đá không, mà đá nào đá xanh cục 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 vậy. Ông nội ơi, mỗi lần mà té một cái hả, trời chết luôn. Người tưởng tượng đi. Vậy mà cứ đạp hoài 2-3 ngày là biết đạp xe này. Bởi vì phải có thẹo, phải có dấu vết. Cuộc sống là phải có những vết thương. Dạ. Đi vòng tròn đó, cái kia tới nhà học đường ha. Nữa gì nữa. Rồi đi vô. Đi vô thay đồ nha. Thay đồ đi nha. Rồi á, từ giờ con tự động con bước con chà đạp vô đi gần tới nhà nè, mẹ đi vô trước nha. Sợ đi chứ. Sợ đó thiệt chứ. Đó đó đó. Con đạp mà sao con quẹo. Cái con vịt nó làm thiệt dơ ghê sợ luôn. Hát con ha. Rồi ok. Rồi con đi bộ vô đi. Bước xuống. Bước xuống. Rồi mày đẩy vô cho. Rồi đi bộ vô. Nó nhảy lên cái cục đá. Nó sợ đi dưới đất dơ chân nó đó. Có được đời không? Làm như nó sập dữ lắm nha. Rồi cất xe vô. Oh wow. Nào càng cua nữa, càng cua nữa. Díp cá. Díp cá nè, trời ơi, lên đồ bông đồ dữ không.